Dạ em muốn chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay em cũng có dịp đến khu vực thị xã Tịnh Biên, phường Tịnh Biên. Thì hôm nay thì em đến với một cái ngôi chùa bánh xèo cũng khá là nổi tiếng ở khu vực vùng Tịnh Biên của mình. Thì vùng Bảy Núi An Giang mình thì ở đây thì có một cái ngôi chùa bánh xèo khá là nổi tiếng. Và hôm nay thì mình đến mình gửi xe nhà ông chú này. Đó. Chú này, cái ngôi chùa bánh xèo này mình có lâu đời chưa chú ha? Có lâu đời rồi, trước mà mình mà bánh xèo này mới đổ hồi độ chừng cỡ 10 năm nay. Dạ, bánh xèo mình thì mới nổi tiếng là 10 năm nay hả chú ha? 10 năm nay, còn cái ngôi chùa thì có thôi, chứ hồi chầu trước là chồng Mỹ rồi, trước mà mình. Dạ. Ngôi chùa thì có trước là chồng Mỹ nữa. Rồi quá rồi, chùa. Chứ là vô ăn là không có lấy tiền miễn phí. Dạ, ăn miễn phí hả chú ha? Dạ, ăn miễn phí. Ăn miễn phí luôn. Dạ. Ngôi chùa ở đây thì chú chia sẻ là ăn miễn phí luôn cả nhà. Có cô bác nào có đi ngang thì gửi xe. Dạ. Ở đây là nằm bên trên trục tỉnh lộ gì chú? Tỉnh lộ quốc lộ 91, đường lên chợ Tịnh Biên. À, quốc lộ 91 hả? Ừ, đường vô Tịnh Biên. Tịnh Biên đi qua Campuchia luôn. Lên về ấy luôn, về bên Hà Tiên. Dạ, Hà Tiên luôn. Campuchia về Hà Tiên luôn. Campuchia Hà Tiên luôn. Rồi thì mình sẽ đi vào trong để tham quan một cái khu chùa. Rồi đi lại ngay cửa cái đó. Dạ. Rồi. Rồi con cảm ơn chú nha. Dạ. Rồi hiện tại thì giờ này là em đến được cái khu vực này là 9:30, khu vực buổi sáng tại Bảy Núi Tịnh Biên. Thì bầu trời hôm nay thì nó cũng không khá là đẹp gì mấy cả nha. Hiện tại thì ở trên trời thì mưa. Những cái đám mây kéo lại rất là nhiều luôn. Thì mới có 7:30 thôi mà cái lượng khách đổ về cái chùa bánh xèo này rất là đông luôn hả quý vị. Hôm nay là đi trong cái ngày chủ nhật luôn đó cả nhà. Và mình sẽ đi vào trong xe quá trời luôn, chạy đường này chạy quá tốc độ luôn cả nhà ơi. Đây thì có những cái những sạp bán đồ lưu niệm cũng như là những cái đồ chơi trẻ em và những cái món đặc sản tại cái vùng Bảy Núi của mình. Ủa, sáng mà xe du lịch có rất là nhiều luôn. Ồ, đây em chú cũng bán món đậu nành. Đậu nành nóng hả chú ha? Đây chị gái bán me Thái hả chị? Dạ đúng rồi. Me Thái ở đây có bán rất là nhiều luôn. Khu này là khu chính ở tại chùa Bánh Xèo. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ đi ra phía sau. Có rất là nhiều quà luôn. Thì báo mua cái này là 3 cái. Em nói thôi giùm 3 cái em để chị 70 đi. Có cơm dẹp luôn rồi cả nhà. Đồ này ở đây bán đồ rất là nhiều luôn. Có là nhiều đồ, ở bên ngoài thì mình thấy tưởng chừng như là ít, mà vào bên trong này rất là nhiều đồ. 25.000 đó chị. Thôi. Vào bên trong để mình xem khu vực đổ bánh xèo hôm nay là khu vực chính ở đây cả nhà. Ồ, bên đây bán đồ cũng khá là nhiều. Mình nói là mình chắc bên cổng phụ quá. Cổng phụ hả các bạn? Có anh không? Không có chở em đi. Còn hả? Không có anh hả? Không có mà đi uống đâu. Mình đi vào cái nhà ăn của cái chùa bánh xèo.
coi ở trên đây những người đầu bếp mà có cái tay nghề nó là rất là khéo. Ông anh này ổng đổ bao nhiêu cái chảo đây để mình đếm thử xem là được bao nhiêu cái chảo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hôm nay mình đổ có 9 chảo anh. Còn 2 cái lò trống nữa. Đúng lý là 11 cái lò. Hôm nay anh đổ được có 9 chảo quý vị. Để coi còn cái khu vực ở bên đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ở bên đây là hôm nay đổ được 10 chảo. Công nhận cái tài của mấy anh này rất là lẹ luôn. Rất là lẹ tay. Đây có một anh trai anh đang pha bột để chuẩn bị nguyên liệu cho làm bánh xèo rồi cả nhà. Cái này bột mình pha mình bắt đánh gì để hành ha? Cái này là mình đảo bánh chay không hả anh ha? Dạ, bánh chay không. À, bánh chay không có xài hột vịt. Người đổ bánh mặn thì chắc có xài hột vịt đó cho nó có cái độ béo ha. Cái này thì mình sử dụng là cái nguyên liệu cái gì anh có thể chia sẻ cho bà con mình biết không? Cái nước cốt dừa nè, với bột bánh xèo với bột gạo. Nước cốt dừa, bột bánh xèo, bột gạo. Rồi có thêm cái phụ kiện gì nữa không anh? Có muối, đường, với nghệ. Ủa, muối bột ngọt với nghệ. Nghệ là mình làm cho nó có màu ha. Dạ, có màu vàng. Muối đường bột ngọt là mình thêm gia vị cho nó vừa ăn. Còn bên đây là cái xô này. Quậy rồi ha. Cái xô này là quậy rồi. Có hành trong đây nữa ha. Có hành nữa. Trong bột phương xưa có hành. Trong bột có sẵn luôn. Rồi mình đánh như thế này, mình khi mà mình pha cái thùng bột này mình đánh khoảng bao lâu nó mới xong? Đánh khoảng 1 phút 2 phút là xong hả? 1 2 phút. Dạ. Một thùng này có thể là mình cho ra được bao nhiêu cái bánh anh? Thùng này khoảng 200 mấy, 300 cái. Ồ, dữ vậy đấy hả? Hết sức ha. Một thùng này khoảng 2 xô gửi, 3 xô này. 2 xô gửi đến 3 xô nhỏ. Cái này là tầm khoảng 80 ha? 80. Xô này tầm khoảng 80. Còn ở trên đây thì gấp 3 lần. 200 mấy ha. Rồi, cảm ơn anh nha. Cảm ơn chia sẻ về cái công thức cũng như đổ bánh xèo. Thì bà con mình thì đang giờ này rất là đông mà đợi tới tại đó mình lấy bánh xèo để mình dùng đó cả nhà. Thì bà con ở phương xa thì phái đoàn người ta đi làm phái đoàn thôi. Xe thì 7 chỗ có, 16 chỗ có và xe 40-50 chỗ cũng vẫn có luôn.
Giờ này thì chỉ có hai người đổ thôi. Giờ này thì chỉ có hai người. Bên kia thì mình mới thấy là đổi tài xế rồi. Bên kia đổi tài xế rồi. Hơi mệt rồi. Bây giờ đổi qua người khác đổ. Đây, bên đây chuẩn bị đổi tài xế là chăm thêm. Đó, bên đây chăm thêm bột. Đây hết bột thì mình chăm thêm bột. Ở bên đây còn một chỗ để đổ nữa nè, nhưng mà hôm nay làm như chưa có đủ lượng khách lắm, cho nên là bà con ở đây chưa có tăng cường cái chỗ đổ này nó thứ gì, chưa có tăng cường. Bên đây còn một chảo như thầy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, một cái vòng tròn này tầm 10 cái đến 12 cái lò, khích với nhau hết luôn. Đổ rất là điêu luyện. Đó, rất là điêu luyện luôn cả nhà. Rồi mình sẽ đi vô trong nhà ăn. Nhìn giá với đồng đi thì bánh xèo không đồng thì giờ này cái lượng người kéo đến cũng khá là đông rồi quý vị ơi. Đây thì mình thấy được cái món gạo, ông chú ông sắp gạo để ăn bánh xèo. Wow, chào chú, ở đây một thùng gạo rất là to luôn nè. Ở này mình có gạo gì chú ha? Dạ rau đủ thứ, bữa nay rau này mai rau khác vậy đó. Dạ vậy là không cũng có nhất định. Rau là không nhất định. Cũng đổi món liên tục luôn. Dạ. Cái này là ông chú ông trộn sẵn luôn ha chú ha. Dạ. Trộn luôn. Để không có mất thời gian. Hôm nay để mình đếm xem coi bao nhiêu loại rau nha. Bên đây thì có rau thơm. Này thì rau xà lách. Rồi rau nhấp cá. Rồi rau này rau gì chú? Răm, rau cần ống. Rau cần ống. Rồi rau găm. Rồi rau húng nhũi hả chú? Cái này húng nhũi hả? Dạ, húng nhũi. Rau răm. Là hình như là 6 loại rau. 6 loại rau dùng trong cái khẩu phần ăn bánh xèo. Chú sắp ra dĩa như thế này đây. Đó, bà con mình lại đây thì ăn miễn phí. Cũng là lại đây tự chọn ha. Anh chị em nào muốn tự chọn thì cứ lại nói chú một tiếng, chú cho ra một dĩa. Đây là một thao dưa leo đã gọt sẵn luôn. Ai ăn dưa leo thì dứt một cái dĩa dưa leo bỏ vô đây. Dứt một cái muỗng. Đó, dứt vô nè, con anh trai anh dứt vô nè. Đó, bà con mình ăn dưa leo thì dứt bỏ vô trong này. Đó, một dĩa luôn, một muỗng. Còn ở trên đây là hậu trường, mấy anh mấy cô mấy chú lặt rau, đang lặt rau ở trong này. Cô mấy cô đồ bào bào cái này là mình bào nhân hả cô ha? Dạ cô đang bào cái gì cô ha? Dạ chào cô. Cô này là cô vào cái củ gì đây? Củ sắn. Củ sắn hả? Dạ. Củ sắn của mình thấy cũng nhỏ nhỏ ha. Dạ, làm nhân bánh xèo gì. Dạ, làm dạ. Để làm nhân bánh xèo. Dạ. Và bên trong ở đây thì con thấy được đó là điên điển. Dạ. Một đống điên điển này ngồi lặt chắc cũng khá là lâu rồi nghe. Dạ. Đây có em gái em ngồi là lặt bông điên điển. Một mình mà lặt hết bông điên điển này chắc cũng hơi... hơi đuối.
Bên đây thì cô bào su hào hả cô? Dạ, bên đây làm đồ ăn. Dạ, bên đây làm đồ ăn. Còn bên trong đây cũng gọt nữa nè. Mình đi vô trong hậu trường, ở bên trong thì mình thấy ở trong này có gọt củ sắn nữa nè. Rồi có một mình bà cô này gọt củ sắn ở đây à. Dạ, đây là hậu trường nha quý vị. Đó, cô gọt củ sắn rồi xong thì cô cho qua bên bình thao nước hả cô? Dạ. Mình để cho mình ngâm cho nó không đen hay sao cô? Không, mình chỉ đó rồi gọt rồi mình vớt ra. Vớt ra rồi mình rửa thì rồi mình rửa thì đem lên bào. Dạ, đem vô trong nhỏ đó bào. Bào xong á thì mới đem qua bên khâu khâu đổ. Ừ. Đâu đi vậy cô? Dạ cô cho con hỏi là củ sắn này là mình mua này giống ở trên núi hả cô ha? Người ta cũng vừa nhắc người ta đem lại cho không mà bà bốn tám bao tám chục mười lớn lớn gì đó chú. Dạ vậy là cái này là người ta cúng dường, người ta lại cúng dường cho chùa. Dạ. Rồi chùa mới phân phát lại. Như mấy củ này lên cây gì đây là giờ nó còn ngọt không? Ngọt chứ. Dầu ăn, đường, bột ngọt. Bột đồ này kia, đậu đồ mình mua. Còn dạ. Mình dạ. Không ngay mùa, cái mình cũng mua. Dạ đúng rồi. Còn ba cái rau cải đồ đó sao cô? Người ta cũng cho. Cũng cho luôn. Dạ. Dạ cũng im ha. Cũng có Mạnh Thường Quân bà con mình cho. Dạ. Cái mùa là chỉ vì nổi. Không có Mạnh Thường Quân, người thường người ta cho. Dạ người thường cho. Dạ. Chỗ này chỗ kia đủ thứ như đó cậu. Dạ cô làm ở đây có lương không cô? Dạ tháng ngày thầy cho 30 ngàn tiền xe đi. Đi xe buýt 4 ngày 20 ngàn. Để trên nhà trên cái trang như đó đó. Dạ. Ngày vậy là được 30 ngàn. Dạ 30 ngàn tiền đi xe. Rồi ăn thì ăn tại đây luôn. Dạ mình mua mình ăn, còn mình có tiền thì tới 10 giờ mình ăn cơm luôn. Dạ. Con nghiệp cô ha. Ngày được 30 ngàn tiền xe. Dạ. Là 10 giờ mình ăn cơm tập thể đó ha. Ăn cơm chùa nè, cúng rồi mình ăn vậy đó. Dạ. Còn mình có tiền thì mình ăn sớm, còn không có tiền mình cúng rồi mình mới ăn. Dạ. Vậy là chùa của mình đó là đổ bánh xèo này là đổ trong một tuần lễ là đổ bao nhiêu ngày cô? Đổ hoài, ngày nào cũng đổ, chứ quanh năm suốt tháng. Ngày nào cũng đổ hết. Ừ. Quanh năm suốt tháng luôn. Dạ. Wow. Cho ngày nào cũng đổ. Vậy chắc tốn tiền dữ lắm hả cô? Tốn tiền về cái mặt mà bánh rồi nè. Vườn nè, thầy lấy tiền đó, thầy mua đồ là trả lại. Dạ, thầy đãi lại ha. Dạ. Ồ. Cái chùa này rất là quý. À, có được những cái ngôi chùa mà đãi lại cho những cái khách thập phương ở phương xa. À, có đến đây viếng chùa rồi bà con mình cúng dường. Rồi cúng dường thì thầy lấy tiền đó thầy mới mua đồ lại đãi lại cho bà con. Dạ. Rồi con cảm ơn cô nha. Rồi ở đây thì mình nhìn lại cái tổng quan cái khu ăn uống của mình đây nè. Hôm nay là mình đi ngay cái ngày chủ nhật đó quý vị. Rồi ở đây thì mình cũng bắt gặp được một cái rổ đậu xanh nè cả nhà. Rổ này thì theo em nghĩ là cái rổ này là mới luộc xong còn nóng hổi luôn. Rổ đậu xanh mới luộc để dùng trong khi nấu nướng nè, hai rổ. Rồi cả nhà ơi, thì video hôm nay thì cũng đã dài, em xin kết thúc clip đây. Chúc bà con mình xem video vui vẻ. Anh chị em mình xem video thấy hay thì ấn cho Thanh một like, một đăng ký kênh cũng như một chia sẻ để giúp kênh ngày càng phát triển hơn, cũng như là giúp em có một cái động lực để em tiến tới những cái video hay hơn và bổ ích hơn gửi đến cho cộng đồng cô bác cùng xem. Bây giờ anh xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình những video tiếp theo nha.